Cuối cùng, hai người này cũng hòa thuận rồi. Cô nói, một tháng qua ngày nào cô cũng vùi đầu huấn luyện, gần như quên mất chính mình. Hơn nữa về cơ bản, cứ đến thời gian nghỉ ngơi là cô sẽ tìm cơ hội ngủ bù, nên đương nhiên cũng ít trao đổi với bọn họ. Nhưng mỗi lần thấy dáng vẻ khó chịu của bọn họ lúc ăn cơm, cô cũng biết là bọn họ chưa làm lành. Vừa rồi cô thấy Nghiêm Hoài Vũ cuống quýt lao từ trên đỉnh núi xuống như vậy. Thế nên cô mới mượn cơ hội này, thuận thế buông tay ra, cho anh ta một cơ hội thể hiện. Nhìn từ tình hình vừa rồi, coi như không tệ. Cô là vì hai người bọn họ mới cố ý giả vờ không ôm nổi Hà Giai Ngọc sao? Cho dù sự thật, nhìn qua có vẻ đúng là như vậy, nhưng Quý Chính Hồ vẫn nghi ngờ. Với sự hiểu biết của anh ta về Nhiếp Nhiên, hình như cô chưa bao giờ có hứng với mấy việc vớ vẩn này. Sao lần này cô lại bằng lòng làm bà mối? Nếu không thì sao? Nhiếp Nhiên thu hồi ánh mắt, nói với anh ta một câu, sau đó đứng lên đi tới dưới chân núi. Quý Chính Hồ lập tức hỏi, cô định đi đâu? Đương nhiên là huấn luyện rồi, không phải thầy bảo tôi phải trèo lại à? Nhiếp Nhiên ném lại câu này, sau đó đi tới dưới chân núi, lại quấn miếng chỉ lên tay chân, rồi buộc dây thừng bên hông vào eo. Cậu chắc chắn cậu không có vấn đề gì chứ? Lý Kiêu đi tới hỏi. Dĩ nhiên. Nhiếp Nhiên cười, cài nốt cái khóa cuối cùng rồi lại leo lên. Lần này bởi vì lúc nãy cô tháo miếng chỉ ra, được nghỉ ngơi trọn vẹn cho nên lúc leo lên tốt hơn vừa rồi rất nhiều. Mặc dù vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, nhưng trên người cô quấn miếng chỉ mang theo sức nặng như vậy, căn bản không thể sử dụng thời gian của bọn họ để quy định cho cô. Nhưng chỉ có bọn họ nghĩ như vậy, chứ Quý Chính Hổ không nghĩ như vậy. Sau khi ghi chép xong thời gian của cô, anh ta lại lạnh giọng nói. Buổi tối huấn luyện thêm. Rõ. Quý Chính Hổ lại chia nhóm huấn luyện một lần nữa. Mấy người Nghiêm Hoài Vũ đứng ở bên cạnh chờ đợi, không nhịn được nhỏ giọng oán thán. Đầu óc Quý Chính Hổ này có vấn đề à? Cô quấn đồ nặng như vậy, lại mới khỏi bệnh, làm sao có thể đạt tiêu chuẩn được? Rõ ràng là đang làm khó cô. Đúng thế, Quý Chính Hổ rõ ràng là muốn chị huấn luyện nhiều. Hà Giai Ngọc cũng nói hùa theo. Thầy ấy đã đối xử với tôi rất tốt rồi. Theo lý mà nói cô chưa vượt qua được thì phải huấn luyện không ngừng nghỉ giống như tối ngày hôm qua. Nhưng lần này anh ta lại nhẹ tay với cô. Đổi đến tối huấn luyện thêm, rõ ràng là cho cô cơ hội nghỉ ngơi. Nhưng đám người Nghiêm Hoài Vũ không hiểu điều này. Nhiếp Nhiên cũng lười giải thích với bọn họ, dứt khoát nói sang chuyện khác. Hai người chấm dứt chiến tranh lạnh rồi à? Câu này quả nhiên thành công, khiến Nghiêm Hoài Vũ nuốt xuống vấn đề vừa định nói ra, hơn nữa còn bị sặc. Phản ứng lớn như vậy ở trong mắt người khác hoàn toàn chính là vì che giấu sự xấu hổ. Hà Giai Ngọc nghe xong cũng dứt khoát, học cô nói sang chuyện khác. Chị Nhiên, lần này phải cảm ơn chị. Nhiếp Nhiên nghiêm túc xua tay nói. Không sao, thỉnh thoảng hòa giải mâu thuẫn nội bộ nhỏ, tôi coi như là người điều hòa cuộc sống. Lần này Hà Giai Ngọc không chịu nổi, cuống lên dậm chân khiển trách. Cái gì thế? Em nói là cảm ơn chị vì vừa rồi đã cứu em cơ mà. Không cứu cô thì làm thế nào? Cô đã gọi tôi rồi, tôi còn có thể giả vờ không nghe thấy à? Nhiếp Nhiên theo bản năng buột miệng nói một câu, nhưng sau khi nói xong cô mới biết được mình vừa nói gì. Xong rồi, cô lại liên hệ chuyện ngày đó cứu Hà Giai Ngọc với chuyện hôm nay lại với nhau. Quả nhiên nụ cười của Hà Giai Ngọc hơi khựng lại, cô ta cau mày nói. Vừa rồi, hình như em không gọi chị đúng không? Ý tôi là, cô gọi tôi trong lòng. Hà Giai Ngọc kinh ngạc nắm tay cô hỏi. Sao chị biết em gọi chị trong lòng? Tôi nghe thấy, cái này gọi là tâm linh tương thông. Nhiếp Nhiên nói cực kỳ nghiêm túc, giống như thật sự như vậy, dọa cho Hà Giai Ngọc ngẩn ra. Sau đó cô ta vui vẻ nói. Quá tốt rồi, chị Nhiên tâm linh tương thông với em. Vậy sau này, lúc em xuất hiện nguy hiểm, gọi thầm chị Nhiên là được rồi. Như vậy chị thật sự sẽ tới cứu em. Nhiếp Nhiên biết cô ta đang nói ai, nhưng vẫn cố ý nhiều chuyện hỏi. Sao thế? Nghe ý của cô, hình như là từng có chị Nhiên giả đến cứu cô à? Hà Giai Ngọc rất kinh ngạc. Sao chị biết?
Ồ, cô gái đó nhìn giống tôi như đúc hả? Nhiếp Nhiên hỏi. Hà Danh Ngọc lắc đầu. Không, cô ta không giống chị. Nhiếp Nhiên nhíu mày. Không giống mà cô cũng có thể nhận sai. Đồng chí Hà Danh Ngọc, tôi có thể ném cô xuống sông lần nữa không? Hà Danh Ngọc ra sức xua tay. Không không không, không phải vậy. Lúc đó em rơi xuống vách đá gọi tên chị. Sau đó cô gái cướp biển đó lao đến, dũng cảm quên mình cứu em giống chị. Cướp biển cứu cô sao? Cô đi nằm vùng à? Nhiên Nhiên giả vờ như không biết gì cả, hỏi. Không phải thế, lúc hai bên giao chiến, em không cẩn thận rơi xuống, cô ta tới cứu em. Nhắc đến chuyện này, Hà Danh Ngọc cũng rất khó xử. Chị Nhiên, chị nói xem có lạ không? Một tên cướp biển lại cứu một binh lính. Nhiên Nhiên suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Cũng có thể cô ta muốn cứu cô để được giảm tội. Lúc đó em cũng suy nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng cô ta vẫn chết. Nhắc đến cướp biển từng có ơn cứu mạng với mình, Hà Danh Ngọc không nhịn được có chút thương xót. Nhiên Nhiên cũng bày ra dáng vẻ đồng cảm sâu sắc. Đúng là một người có số phận tệ hại. Nhưng tôi cảm thấy cô ta không phải là vì giảm tội, mà là phản ứng theo bản năng sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu kia. Đột nhiên Lý Kiêu lạnh lùng lên tiếng. Nhiếp Nhiên lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Kiêu. Mà lúc này Lý Kiêu cũng đang dùng ánh mắt phong tỏa cô. Hai người im lặng nhìn nhau. Đang thăm dò à? Tại sao Lý Kiêu lại đột nhiên thăm dò mình? Mình có chỗ nào làm không ổn sao? Nhiên Nhiên xoắn xuýt trong lòng, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào. Cô nhướng mày cười hỏi. Vậy sao? Chẳng lẽ tên của tên cướp biển đó cũng có một chữ Nhiên? Ha, chị Nhiên, chuyện cười của chị chẳng buồn cười chút nào. Hà Danh Ngọc cười khẽ vỗ vai Nhiên Nhiên. Tại sao cậu không nói là trùng tên trùng họ? Câu nói này của Lý Kiêu có ý tứ khác, chỉ có điều đám người Hà Danh Ngọc nghe không hiểu được mà chỉ cười nói. Cho xin đi chị Kiêu, chuyện cười này của chị càng nhạt hơn. Trên thế giới này đâu có chuyện trùng hợp như vậy. Chị nói trùng tên trùng họ, vậy còn không bằng nói người đó chính là chị Nhiên. Cô ta vừa mới dứt, nụ cười ở khóe miệng lập tức thay đổi, quay sang nhìn Nhiếp Nhiên bằng ánh mắt rất kinh ngạc. Nhiếp Nhiên biết Hà Danh Ngọc chỉ vô tình nói ra, nhưng lúc này cô ta nhìn chằm chằm mình. Nhiếp Nhiên vẫn hơi giật mình. Cuối cùng, Hà Danh Ngọc trợn to hai mắt, dè dặt nói với Nhiếp Nhiên. Thật ra thì cũng không phải là không thể. Nhiếp Nhiên lập tức híp mắt lại. Nhận ra mình rồi à? Chỉ dựa vào mỗi câu nói đùa vừa rồi sao? Cô không cho là một cô gái đầu óc đơn giản như Hà Danh Ngọc có thể nhận ra mình. Vì vậy cô cố chống đỡ, sắc mặt thản nhiên, không lộ ra chút sơ hở nào, chờ câu nói tiếp theo của Hà Danh Ngọc. Hà Danh Ngọc nắm cánh tay Nhiếp Nhiên, trong giọng nói mơ hồ, mang theo sự kích động. Nếu như thật sự là trùng hợp như vậy, há chẳng phải là em trúng số rồi sao? Nhiếp Nhiên nghe xong câu nói hoàn chỉnh của cô ta, trái tim căng thẳng mới dần thả lỏng. Sao cô gái này nói chuyện lại giật gân như vậy chứ, thật là. Nhiếp Nhiên cười, trả lời qua loa lấy lệ. Đúng vậy, cô thật sự trúng giải thưởng lớn rồi. Đúng, em cảm thấy như vậy, ha, chỉ có thể nói nhân phẩm của em quá tốt. Nhiếp Nhiên có cảm giác mình thật sự sắp bị cô ta đánh bại rồi. Lúc nhìn Hà Danh Ngọc gật gù đắc ý, Nhiếp Nhiên phát hiện Lý Kiêu vẫn đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Cô không hiểu tại sao Lý Kiêu lại đột nhiên trở nên như vậy. Là bởi vì vết thương của mình vừa rồi à? Nhưng từ những vết thương kia, chắc không nhìn ra rốt cuộc là tai nạn xe để lại hay là rơi xuống biển để lại đúng không? Để đề phòng đến lúc đó, Lý Kiêu lại nói thêm gì, Nhiếp Nhiên vội vàng nói. Được rồi, sắp đến lượt mọi người rồi. Mau vận động cho nóng người đi, kẻo đến lúc đó, chân tay cứng nhắc lại giống như vừa rồi. Lần này tôi không cứu được cô đâu. Hà Danh Ngọc cười nói. Yên tâm, lần này em nhất định sẽ cố gắng. Vừa rồi sở dĩ cô ta phân tâm rơi xuống là bởi vì khoảng thời gian này
Cô ta luôn bị vấn đề của Nghiêm Hải Vũ quấy nhiễu, cho nên mới nhất thời không nhìn rõ dưới chân. Bây giờ, Nghiêm Hoài Vũ đã nhận sai. Vậy thì sự quấy nhiễu này không tồn tại nữa. Cô ta còn có thể phân tâm sao? Quả nhiên, ở lần leo tiếp đó, Hà Danh Ngọc thể hiện rất xuất sắc. Không chỉ hoàn thành trong thời gian quy định, mà thậm chí còn xong trước 2 giây. Còn Nhiếp Nhiên, dù Quý Chính Hổ đặc xá cho cô, tối mới phải huấn luyện tiếp. Nhưng bây giờ đối với cô, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng quan trọng. Cô không muốn lãng phí. Nhiếp Nhiên nghỉ ngơi xong, lại cùng với nhóm binh lính cuối cùng leo lên vách đá. Huấn luyện ban ngày khác với buổi tối, ít nhất tầm mắt không có bất cứ trở ngại gì, nên thành tích của cô đã tốt hơn buổi tối rất nhiều. Nhưng có tốt thế nào đi nữa, thì miếng chì trên người cô, từ đầu đến cuối vẫn gây trở ngại. Cô lại trèo cùng đám người kia mấy lần. Mặt trời dần ngả về Tây. Trong vòng huấn luyện cuối cùng, Nhiếp Nhiên cùng đám người kia trèo lên đỉnh núi. Lúc đầu hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng lúc leo lên được một nửa, Nhiếp Nhiên lại cảm thấy cánh tay mình đột nhiên đau buốt. Trong mấy vòng huấn luyện trước, tay cô thỉnh thoảng lại xuất hiện cảm giác đau đớn. Có điều cô vẫn có thể nhịn được. Nhưng lúc này, cơn đau dữ dội đó khiến cô không nhịn được, lập tức buông lỏng tay. Chỉ cần hai chân và cái tay còn lại vẫn giữ lấy thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng bởi vì cô chưa điều chỉnh thăng bằng cơ thể xong, điểm đặt chân tiếp theo không chịu được sức nặng lớn như vậy, vì thế cô lại tụt xuống. Đá và bùn đất lăn lông lốc xuống dưới chân núi. Một tay và một chân còn lại của Nhiếp Nhiên lập tức mất đi điểm tựa. Cô cũng sắp rơi xuống theo. Mọi người đợi ở đỉnh núi thấy biến cố này, vẻ mặt cũng lập tức căng thẳng. Chị Nhiên! Hà Danh Ngọc nằm bò ra, sát đỉnh núi, hô thất thanh. Có điều, trên người Nhiếp Nhiên có thiết bị bảo vệ an toàn, cộng thêm năng lực của Nhiếp Nhiên cũng không tệ, cho nên dù mọi người lo lắng nhưng cũng không hoảng hốt như vừa rồi Hà Danh Ngọc ngã. Bọn họ cứ ở trên đỉnh núi nhìn chằm chằm tình hình dưới chân núi. Cơ thể Nhiếp Nhiên không có điểm bám, rơi xuống trong nháy mắt. Đất cát dưới chân cô rơi rào rào. Cái tay còn lại của Nhiếp Nhiên lập tức theo bản năng bắt lấy khối đá nhô ra. Cả người gần như dồn hết sức vào một cánh tay để thân thể treo lơ lửng giữa vách núi. Nghiêm Hoài Vũ thấy thế vội vàng hô to. Tiểu Nhiên tử, bên kia có khối đá. Anh có biết nói chuyện không hả? Cái gì mà bên này bên kia? Chị Nhiên có thể hiểu được à? Hà Danh Ngọc rất ghét bỏ, đẩy anh ta ra, nói với Nhiếp Nhiên ở giữa sườn núi. Chị Nhiên, ở bên phải chị, hướng 1 giờ, có một khối đá, chị mau bám lấy. Lúc này, cảm giác đau đớn trên cánh tay cô lại biến mất. Nhiếp Nhiên dùng ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Quả nhiên cô nhìn thấy có khối đá ở góc 1 giờ, nhưng hơi xa. Với tình trạng nửa người bị treo lơ lửng thế này, nếu muốn bắt lấy khối đá đó cũng không phải là quyết định quá sáng suốt. Nhưng vấn đề là, xung quanh trừ khối đá này ra, không còn chỗ nào lồi lõm cả. Nó chính là hy vọng duy nhất của cô. Bất đắc dĩ, Nhiếp Nhiên chỉ có thể giơ tay ra, thử khoảng cách. Dưới sức nặng có thể chấp nhận, cô giơ thẳng tay ra, phát hiện mình cách khối đá kia một bàn tay nữa. Nếu muốn bắt lấy khối đá đó, cô nhất định phải tìm điểm dừng chân trước mới được. Nhiếp Nhiên cúi đầu nhìn xuống phía dưới, lúc này cô đang lơ lửng ở giữa sườn núi, độ cao khoảng 5-6 tầng nhà. Gió mùa hè oi bức thổi qua khiến cô khẽ lung lay. Chị Nhiên, nếu như không được, chị xuống rồi làm lại lần nữa đi, dù sao cũng quá thời gian rồi. Nghiêm Hoài Vũ cũng gật đầu nói. Đúng vậy, nếu như không được thì làm lại một lần đi. Nhìn Nhiếp Nhiên treo lơ lửng ở đó, trái tim anh ta cũng căng thẳng theo, lâu dần còn bắt đầu không thở nổi. Nhưng Nhiếp Nhiên ở bên dưới không nghe lời bọn họ. Cô tìm xung quanh dưới chân một lúc, cuối cùng thấy cách đó không xa, có một chỗ lõm có thể đạp vào. Cô lập tức giơ chân ra, nghiến răng, căng người ra bám sát vào vách núi, cố gắng cân đối sức nặng, tránh mất đi điểm tựa cuối cùng. Đá vụn trên vách núi cũng theo đó rơi xuống. Quý Chính Hồ đứng ở phía dưới thấy vậy, khẽ cau mày lại. Lúc anh ta đang định bảo Nhiếp Nhiên từ bỏ, thì không ngờ một giây tiếp theo cô đã nhảy một cái, đạp một chân vào chỗ lõm kia. Cả hai chân của cô đều đã tìm được điểm đặt, lần này thân thể về cơ bản đã thăng bằng. Nhiếp Nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Cả nhóm người trên đỉnh núi cùng với Quý Chính Hổ dưới chân núi cũng thở phào thay cho cô. Lúc này, cảm giác đau đớn trên cánh tay Nhiếp Nhiên đã biến mất, cộng thêm dưới chân đã có điểm tựa nên cô rất dễ dàng bắt được khối đá kia. Sau khi hỏa hoãn 2-3 giây, cô tiếp tục leo lên trên. Trong quá trình leo lên, cô tương đối ổn định, không xuất hiện tình huống như vừa rồi, cho nên chỉ một lát là cô đã thuận lợi leo lên đến đỉnh. Hà Giai Ngọc và Nghiêm Hoài Vũ vội vàng tiến lên kéo cô từ mép đỉnh núi lên. Chị Nhiên, chị có sao không? Hà Giai Ngọc lo lắng hỏi. Không sao. Nhiếp Nhiên cúi đầu, tháo sợi dây thừng quanh eo ra. Vừa rồi chị dọa chết em mất. Nhiếp Nhiên cười lau mồ hôi trên trán, trêu chọc hỏi ngược lại. Có thể đáng sợ hơn lúc cô rơi xuống không? Hà Giai Ngọc gãi đầu, cười he he. Sau đó tất cả mọi người đi xuống dưới chân núi. Lý Kiêu nhân lúc tất cả mọi người không chú ý, đi tụt lại phía sau hỏi Nhiếp Nhiên. Có phải vừa rồi lúc cứu người, tay cậu xảy ra vấn đề không? Bước chân Nhiếp Nhiên hơi khựng lại, nhưng vẻ mặt cô không có bất cứ chút thay đổi nào, cười nói. Không có vấn đề gì, chỉ là vừa rồi cả người toàn là mồ hôi, tay tôi bị trơn, mới xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đó. Cậu chắc chắn chứ, nếu như không được thì nói với sĩ quan huấn luyện một tiếng. Xem cái dáng vẻ lo lắng của cậu đi. Yên tâm, tôi rất ổn. Tôi thật sự bị ra nhiều mồ hôi quá, bị trượt tay. Không tin cậu xem. Nói rồi Nhiếp Nhiên dùng sức vẩy vào cô ấy. Mồ hôi trên đầu cô lập tức bắn hết vào người Lý Kiêu. Lý Kiêu lập tức lạnh mặt, ghét bỏ đi ra ngoài. Nhiếp Nhiên không nhịn được bật cười. Khi xuống núi, Quý Chính Hổ bảo bọn họ làm một vài huấn luyện cuối cùng, cho đến khi ánh nắng chiều buông xuống, anh ta mới dẫn cả đội trở lại đơn vị. Đám người leo trèo suốt buổi chiều, tất cả mọi người đều kiệt sức. Nhiếp Nhiên đến phòng ăn, lấy 2 cái bánh bao rồi trở về phòng ngủ. Tối hôm nay huấn luyện thêm, cô nhất định phải lấp đầy bụng. Sau đó tranh thủ thời gian có thể nghỉ ngơi được lúc nào hay lúc ấy. Ngủ trong ký túc xá được khoảng 1 tiếng, cô bị Hà Giai Ngọc gọi dậy đi học. Từ trước đến giờ, Nhiếp Nhiên không có hứng với kiểu học này. Cô ngồi ở hàng cuối cùng trong lớp, tiếp tục ngủ bù. Bởi vì khoảng thời gian này, nội dung giảng dạy toàn là về súng ống. Quý Chính Hổ biết cô hiểu rõ súng như lòng bàn tay, cho nên cũng châm trước, không gọi tên cô. 2 tiếng lên lớp này là giấc ngủ ngon nhất trong cả tháng nay của Nhiếp Nhiên. Đến khi tan học, Nhiếp Nhiên mới bị Hà Giai Ngọc ở bên cạnh đánh thức. Chị Nhiên, chị ngủ say quá rồi đấy. Mấy lần Quý Chính Hổ quét mắt qua chỗ chúng ta, em cũng lạnh cả sống lưng vì chị. Hà Giai Ngọc ôm sách nói. Nhiếp Nhiên ngủ đến hồ đồ, đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo. Giấc ngủ này của cô thật sự rất sâu. Trước kia ở nơi xa lạ, cô đều chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, chưa bao giờ ngủ. Nhưng ở trong đơn vị, không biết có phải là huấn luyện quá mệt mỏi hay không mà cô có thể ngủ mọi lúc mọi nơi. Lúc Nhiếp Nhiên lim dim buồn ngủ, đi theo đám người kia, định đi ra khỏi phòng học, thì nghe thấy Quý Chính Hổ đứng trên bục giảng gọi cô lại. Nhiếp Nhiên! Âm thanh vang dội cùng với vẻ mặt nghiêm túc kia khiến tất cả đồng loạt nhìn Nhiếp Nhiên. Ngay cả mấy người Hà Giai Ngọc cũng lập tức dừng bước, đứng ở cửa sau phòng học. Lập tức ra ngoài! Quý Chính Hổ nói xong cũng ra khỏi phòng học trước. Hà Giai Ngọc thấy gương mặt lạnh lùng vừa rồi của Quý Chính Hổ, không nhịn được, nhỏ giọng lẩm bẩm với Nhiếp Nhiên. Chị Nhiên, không phải là Quý Chính Hổ phát hiện chị ngủ trong giờ học, cho nên bây giờ định tìm chị ra ngoài giao huấn đấy chứ. Thi Sảnh cũng nhẹ giọng nhắc nhở. Nhiếp Nhiên, bây giờ Quý Chính Hổ nổi tiếng là nghiêm khắc lúc lên lớp, vì thế người bị phạt không ít đâu. Phạt sao? Có thể phạt thế nào? Dù sao tối qua cô cũng đã bị phạt, phạt thêm hay phạt bớt đối với cô mà nói, căn bản không có bất cứ ảnh hưởng gì. Không sao, mọi người mang sách về giúp tôi là được rồi. Nhiếp Nhiên tùy ý nhét quyển sách nhăn nheo trong tay vào trong lòng Hà Giai Ngọc, sau đó ra khỏi phòng học, đi về phía Quý Chính Hổ. Chị Kiêu, chị nói xem, liệu chị Nhiên có bị phạt không? Hà Giai Ngọc nhìn bóng lưng Nhiếp Nhiên, lo lắng hỏi Lý Kiêu vừa đi qua bên cạnh. Lý Kiêu bình tĩnh nhìn về phía Nhiếp Nhiên đứng dừng dưng nói.
cậu ấy vẫn luôn bị phạt. Nói xong, Lý Kiêu rời khỏi phòng học. Luôn bị phạt sao? Vẻ mặt Hà Danh Ngọc mờ mịt, nhìn về phía thi sảnh bên cạnh. Chị Kiêu nói như vậy là có ý gì? Thi sảnh cũng lắc đầu. Không biết, nhưng chắc là bảo chúng ta yên tâm. Sau đó, cô ta giục Hà Danh Ngọc cũng rời khỏi phòng học. Còn Nhiếp Nhiên thì theo Quý Chính Hổ xuống tầng, sau đó đi đến chỗ buổi chiều huấn luyện. Đến dưới chân núi, Nhiếp Nhiên không nói nhiều lời với anh ta, mà quen thuộc quấn dây thừng vào. Cô chắc chắn là tay không sao chứ? Quý Chính Hổ đi từ phía sau tới, đứng ở bên cạnh cô hỏi. Nhiếp Nhiên gật đầu. Chắc chắn. Sau đó cô bắt đầu huấn luyện. Cả ngày huấn luyện nên Nhiếp Nhiên đã biết qua về địa hình nơi này. Ở trong bóng tối, cô nhanh chóng tìm được chỗ phù hợp, sau đó không ngừng leo lên. Ban đầu Nhiếp Nhiên không có vấn đề gì quá lớn. Tốc độ, động tác đều vô cùng nhanh nhẹn. Nhưng dần dần, tốc độ của cô bắt đầu chậm lại. Không chỉ chậm lại, hơn nữa Nhiếp Nhiên còn cảm nhận được cánh tay mình bắt đầu liên tục đau. Quý Chính Hổ đứng ở dưới chân núi, luôn nhìn chằm chằm cô. Sau khi ghi chép xong kết quả lần huấn luyện cuối cùng, anh ta lập tức tiến lên hỏi. Tôi hỏi cô một lần nữa, rốt cuộc, tay cô có vấn đề gì không? Vừa nãy không phải thầy đã hỏi rồi à? Sao lại hỏi nữa thế? Lúc này Nhiếp Nhiên vừa tụt từ đỉnh núi xuống, trải qua vận động mạnh. Lúc nói chuyện, cô thở hổn hển, vẻ mặt cũng lộ ra chút khó chịu. Bởi vì tôi phát hiện, sau khi cô huấn luyện một đêm, trọng tâm cả cơ thể đều đặt hết lên một bên người, bên còn lại gần như không dùng sức, khiến cho tốc độ càng lúc càng chậm. Quý Chính Hổ đưa ra thành tích từng lần huấn luyện đến trước mặt Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên nghiêng đầu nhìn lướt qua. Dưới ánh sáng mờ mờ từ đường chân trời, thành tích hiện ra trước mặt cô không sót chữ nào. Thành tích ban đầu coi như không tệ, nhưng càng về sau, thời gian vốn từ mấy giây kéo dài thành mười mấy giây. Nhiếp Nhiên biết, mấy lần sau đó tay cô luôn không thể dùng sức, vì thế cô chỉ có thể bất đắc dĩ chậm lại, đồng thời dựa vào sức của cánh tay còn lại mà hoàn thành huấn luyện. Tốc độ càng ngày càng chậm là do thể năng của tôi không đủ, liên quan gì đến tay? Nhiếp Nhiên giả vờ bình tĩnh, vừa tháo dây thừng vừa nói với anh ta. Nếu có vấn đề thì tôi đã sớm nói, sau đó trốn huấn luyện rồi, làm sao có thể nghiến răng chịu đựng được? Vẻ mặt cô không có chút hoảng hốt nào, làm như chuyện đương nhiên. Nhưng Quý Chính Hổ biết khả năng diễn xuất của cô tốt thế nào, vì thế anh ta vẫn kiên trì nói. Không được, ngày mai lúc nghỉ trưa, cô đến phòng y tế khám xem. Nhiên Nhiên đang cởi dây thừng hơi khựng lại. Đến phòng y tế làm gì chứ? Phiền phức lắm, tôi thật sự không sao. Không sao cũng phải đi, đây là mệnh lệnh. Nhiên Nhiên thấy anh ta kiên quyết như vậy, ý cười giảm đi mấy phần, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Trở về đơn vị, vừa vào phòng, Nhiên Nhiên đã thấy ba người trong ký túc xá ngồi ngay ngắn trên giường. Cô nhướng mày hỏi. Sao mọi người dậy sớm thế? Thi sảnh nhìn thấy Nhiếp Nhiên đi vào thì giống như nhìn thấy cứu tinh, thở phào nhẹ nhõm. Sớm cái gì mà sớm, chúng tôi không ngủ, luôn đợi cậu về. Tại sao phải đợi tôi về? Có chuyện gì muốn nói với tôi à? Nhiếp Nhiên cởi mũ ra, đặt lên giường. Trải qua cả đêm huấn luyện, tóc cô đã ướt nhẹp rồi. Lý Kiêu thấy thế, tiện tay đưa cái khăn mặt ở cạnh giường cho cô. Nhiếp Nhiên lập tức nghiền ngẫm cười. Quan tâm thế. Lý Kiêu vốn không có gì, vừa nhìn thấy nụ cười của cô, lập tức nghĩ đến chuyện chiều hôm qua, bị vẩy mồ hôi vào mặt, lập tức lạnh mặt lại. Lúc Lý Kiêu đang chuẩn bị lấy lại cái khăn, Nhiếp Nhiên đã nhanh tay lẹ mắt cầm lấy, cười nói. Cảm ơn. Kết quả là bị Lý Kiêu lườm cho một cái. Nhưng Nhiếp Nhiên cũng không giận, mà còn cười vui hơn. Hà Danh Ngọc và Thi Sảnh ở bên cạnh, nhìn thấy hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Chỉ là được chị Kiêu đưa cho cái khăn mà thôi, sao chị Nhiên lại vui như vậy? Nhiên Nhiên cảm nhận được ánh mắt tò mò của Hà Danh Ngọc mới hoàn hồn lại hỏi. Đêm hôm mọi người không ngủ, rốt cuộc muốn nói gì với tôi? Chuyện này phải hỏi Hà Danh Ngọc. Tối qua cô ấy đợi cậu cả đêm,
đi đi lại lại trong ký túc xá. Kết quả làm hại tôi và Lý Kiêu cũng không ngủ ngon, chỉ có thể đợi cùng cô ấy. Nhắc đến chuyện tối qua, Thi Sảnh lập tức oán trách. Buổi tối huấn luyện không cho ngủ cũng thôi đi, thức cả một đêm như vậy là sao hả? Có chuyện khẩn cấp gì muốn nói với tôi mà thức trắng đêm thế? Nhâm Nhiên dùng khăn lau đầu, hỏi. Không phải, chỉ là em thấy chị bị Quý Chính Hổ đưa đi, muộn rồi vẫn không về, nên lo lắng không ngủ được. Hà Danh Ngọc ngượng ngùng gãi đầu. Yên tâm, chị Nhiên nhà cô chân tay khỏe mạnh hoàn hảo, không tổn hại gì trở về rồi đây. Vậy rốt cuộc Quý Chính Hổ gọi chị đi làm gì? Không phải là phạt chị cả đêm chứ? Cô quên rồi à? Buổi chiều tôi huấn luyện không đạt tiêu chuẩn, cho nên sĩ quan huấn luyện bảo tôi buổi tối huấn luyện thêm. Hà Giai Ngọc trợn mắt kinh ngạc nói. Quý Chính Hổ bị điên rồi à? Thời ấy lại bắt chị huấn luyện cả đêm. Nhiên Nhiên gật đầu. Đúng vậy, tôi luôn không vượt qua được, cho nên vẫn tập suốt. Hà Giai Ngọc nghe vậy lập tức tức giận. Làm sao có thể qua được? Chị mang nặng leo lên, căn bản không nên dùng thời gian như vậy để quy định mới đúng. Quý Chính Hổ đang làm khó chị. Nhiêm Nhiên cười, vỗ vai trấn an cô ta. Thời ấy không phải An Viễn Đạo, không có sở thích chỉnh người khác đâu. Nhưng mà cả đêm chị không ngủ, lát nữa lại phải bắt đầu huấn luyện, thân thể chịu sao nổi. Thời gian này, Hà Danh Ngọc vì chuyện của Nghiêm Hoài Vũ mà không biết chuyện buổi tối, Nhiếp Nhiên đi huấn luyện thêm. Hơn nữa, sáng nào Nhiếp Nhiên cũng lén về ngủ hơn một tiếng, sau đó dậy cùng bọn họ, cho nên cô ta tưởng là Nhiếp Nhiên chỉ về ngủ muộn mà thôi. Nếu không phải tối hôm qua Quý Chính Hổ gọi cô đi, có lẽ đến bây giờ Hà Danh Ngọc vẫn sẽ không biết. Không sao, tôi ở bệnh viện lâu như vậy, đang muốn huấn luyện tử tế đây. Nhiếp Nhiên cầm chậu rửa mặt cùng với quần áo nói với bọn họ. Tôi đi tắm đây, mọi người cũng tranh thủ ngủ đi. Càng tới gần kỳ sát hạch, cường độ huấn luyện càng lớn, càng vất vả hơn. Nhưng mà... Hà Danh Ngọc thấy Nhiếp Nhiên xoay người đi ra ngoài. Đang định nói gì thì bị Thi Sảnh ở bên cạnh kéo lại. Đừng lãng phí thời gian của cậu ấy. Để cậu ấy tắm rồi đi ngủ sớm đi. Cả đêm không ngủ nhất định rất mệt rồi. Nhưng chị ấy như vậy đúng là quá liều mạng rồi. Cho dù muốn huấn luyện bù lại nửa năm qua thì cũng không cần thiết phải liều mạng như thế chứ. Huống hồ tôi cảm thấy cho dù chị Nhiên huấn luyện ít hơn chúng ta nửa năm, năng lực vẫn mạnh hơn chúng ta. Mục tiêu của mỗi người khác nhau. Cậu ấy đối xử với bản thân không giống với chúng ta đối xử với cậu ấy. Thi Sảnh đi về phía giường của mình. Đương nhiên tôi biết chị Nhiên khác với chúng ta. Tôi chỉ cảm thấy chị Nhiên như vậy quá cực khổ. Hà Danh Ngọc nhìn ra hướng cửa, không đành lòng nói. Đợi lát nữa, cậu cũng sẽ rất khổ cực. Thi Sảnh nằm ở trên giường, cảm thán. Không nghe thấy Nhiếp Nhiên nói, gần đến kỳ sát hạch, cường độ huấn luyện càng tăng lên vô hạn à? Còn có hơn một tiếng nữa thôi, mau đi ngủ đi. Hà Danh Ngọc tức giận dậm chân. Cậu cứ ngủ như vậy à? Nếu không thì sao? Chị Kiêu nhà cậu đã ngủ rồi. Thi Sảnh nói xong, quay người đi ngủ. Làm sao có thể? Chị Kiêu nhà tôi còn lâu mới... Hà Danh Ngọc vừa nói vừa nhìn cái giường đối diện. Kết quả là thấy Lý Kiêu đã nằm nhắm mắt ngủ rồi. Đến khi Nhiếp Nhiên tắm xong quay lại, thấy mấy người Hà Danh Ngọc đã ngủ hết. Khoảng thời gian này, cường độ huấn luyện khá căng thẳng. Vì đợi cô về mà ba người này thức cả đêm. Bây giờ vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ say. Nhiếp Nhiên đi nhẹ vào trong phòng. Sau khi thu dọn xong cũng thuận thế nằm lên giường ngủ. Ánh nắng ban mai xuyên qua từng tầng mây, chiếu vào cửa sổ. Trời mùa hè sáng rất nhanh. Chẳng bao lâu, sắc trời đã sáng rõ. Tiếng còi báo thức vang lên. Tất cả mọi người trong phòng lập tức bật ra khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo. Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì vội vàng chạy xuống dưới tầng. Sau khi chạy 5 cây số theo thông lệ mỗi sáng, Quý Chính Hổ dẫn bọn họ về phòng ăn, tất cả lấy bữa sáng của mình ngồi xuống bắt đầu ăn. Nhiếp Nhiên cũng giơ tay định bê đĩa đồ ăn đi,
Nhưng không ngờ là cô vừa mới nhấc cái đĩa lên, trên tay đã truyền tới cơn đau dữ dội. Cô lập tức buông tay ra, một tiếng keng vang dội vang lên. Đĩa đồ ăn bằng thép không gì rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lớn, làm tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn về phía cô. Chị Nhiên, chị không sao chứ? Hà Danh Ngọc ở sau lưng thấy thế, vội vàng bước đến bên cạnh cô, quan tâm hỏi. Nghiêm Hoài Vũ đã bê đĩa đồ ăn, đi dành chỗ ngồi, nghe thấy Hà Danh Ngọc kêu lên như vậy, vội vàng để đĩa đồ ăn trong tay xuống, chạy tới. Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Nhiếp Nhiên kín đáo thu lại vẻ mặt đau đớn của mình vừa rồi, dừng dưng nói. Không sao, tôi không cẩn thận bị trượt tay. Nghiêm Hoài Vũ cũng rất quan tâm, cầm lấy tay cô nhìn kỹ. Không bị bỏng chứ? Dáng vẻ cẩn thận của anh ta khiến mặt Hà Danh Ngọc tái đi. Từ trước đến giờ cô ta luôn tùy tiện, có cái gì đều hiện hết lên trên mặt, nên đâu có qua được mắt Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên vốn cũng không thích bị người khác đụng chạm, lại thêm Hà Danh Ngọc. Cô kiếm cớ ngồi xuống nhặt bánh bao, tránh tay Nghiêm Hoài Vũ. Thật sự không sao, chỉ trượt tay thôi. Được rồi, để tôi, cô đừng động vào, kẻo đến lúc đó lại bị bỏng. Nghiêm Hoài Vũ cũng ngồi xuống nhặt bánh bao và trứng gà dưới đất lên cho cô. Hà Danh Ngọc nhìn thấy lần này thật sự tức giận, sầm mặt đi ra ngoài. Nhiên Nhiên nhìn về phía Hà Danh Ngọc rời đi, lại nhìn Nghiêm Hoài Vũ vẫn đang cúi đầu nhặt đồ, không nhịn được thở dài thay anh ta. Nghiêm Hoài Vũ nghe thấy tưởng là cô có chỗ nào không thoải mái, vội vàng hỏi. Sao thế? Có phải bị bỏng không? Nhiên Nhiên lắc đầu, vỗ vai Nghiêm Hoài Vũ. EQ thấp không phải là lỗi của anh, là ba mẹ anh không di chuyển tốt, thật đấy. Nói xong cô đứng dậy, cầm hai cái bánh bao rời khỏi phòng ăn. Nghiêm Hoài Vũ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng Nhiếp Nhiên, không hiểu hỏi. Nói linh tinh cái gì thế? EQ của anh thật sự quá thấp. Thi Sảnh là bạn thân và đồng bọn lúc này cũng im lặng lắc đầu thở dài. Sau đó Mã Tường cùng với Lý Kiêu vốn ít nói cũng lắc đầu với anh ta, rồi mới bê đĩa rời đi. Lần này Nghiêm Hoài Vũ thật sự đứng đực ra. Ai có thể nói cho anh ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì không? Anh ta chỉ nhặt cái bánh bao mà thôi, sao lại là EQ thấp? Trong khi Nghiêm Hoài Vũ vẫn còn đang hoang mang, Nhiếp Nhiên đã ngồi ở cửa phòng ăn, ăn xong bánh bao. Đang định tìm một chỗ mát ngủ thêm nửa tiếng, thì nghe thấy tiếng Quý Chính Hổ truyền đến từ sau lưng. Nhiếp Nhiên! Nhiếp Nhiên quay đầu nhìn về phía anh ta, hỏi. Sao thế ạ? Quý Chính Hổ đi từ cửa phòng ăn ra, nói. Buổi sáng cô không cần huấn luyện, đến phòng y tế trước, sau đó báo cáo với tôi. Buổi chiều huấn luyện. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày. Tôi... Cô còn chưa nói xong, Quý Chính Hổ đã lạnh giọng ra lệnh. Đây là mệnh lệnh. Nhiếp Nhiên biết nhất định là vừa rồi mình đã làm đổ đồ ăn khiến anh ta chú ý, lúc này mới giục mình đến phòng y tế như vậy. Nhiếp Nhiên biết vấn đề của cánh tay mình nên thật ra rất không muốn đi. Cô muốn cố gắng đến khi kết thúc sát hạch mới đi khám. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, chỉ sợ đến lúc đó Quý Chính Hổ sẽ áp giải mình đi. Cô chỉ có thể thấp giọng đáp. Rõ. Sau đó đến phòng y tế. Sáng sớm nên trong phòng y tế không có binh lính bị bệnh nào. Lúc cô đi vào, phòng khách vắng ngắt. Cô quen thuộc đẩy cửa phòng làm việc ra đi vào. Mới tới cửa, đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng một y tá. Bác sĩ Tống, gần đây thời tiết tương đối nóng, binh lính bị cảm nắng rất nhiều, có một số loại thuốc sắp hết rồi. Sau đó một giọng nói quen thuộc cũng vang lên, có điều rất lạnh nhạt. Tôi biết rồi, tôi sẽ báo lên. Hình như y tá kia vẫn cảm thấy không đủ, tiếp tục nói. Còn cả một số thuốc tiêu viêm và nước biển cơ bản cũng hết rồi. Giọng bác sĩ Tống, bên trong vẫn lạnh nhạt. Tôi biết rồi. Đúng rồi, thuốc cảm cũng tốn rất nhiều, còn cả thuốc đỏ, bông băng. Nhiên Nhiên ở ngoài cửa, nghe thấy hình như y tá kia định báo tên từng loại vật phẩm một lần. Vì thế hiếm khi có lòng tốt, quyết định giải quyết thay bác sĩ Tống mới sáng sớm đã gặp phải chuyện xui xẻo kia. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên
cắt ngang lời y tá trong phòng. Xem ra bác sĩ Tống của chúng ta bận quá nhỉ, trừ chữa bệnh cứu người còn phải bổ sung vật phẩm nữa. Nhiêm Nhiên đẩy cửa ra, dựa vào khung cửa cười nói. Tống Nhất Thành đang ngồi lật xem tài liệu, nghe thấy giọng nói này, quyển sách trên tay rơi thẳng xuống bàn. Anh ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy người nửa năm mới gặp, anh ta đứng phát lên khỏi ghế. Vẻ mặt bình tĩnh khi đối xử với người khác của anh ta đã đổi thành vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên! Nhiếp Nhiên đi từ cửa vào. Nửa năm không gặp, bác sĩ Tống của chúng ta vẫn đẹp trai phong độ y như trước. Tống Nhất Thành thấy cô yên ổn đứng ở trước mặt mình, còn có thể trêu đùa mình thì cười hỏi. Vậy cô có bị tôi mê hoặc không? Khỏi, fan hâm mộ của anh nhiều như vậy, tôi không mù quáng đến tham gia náo nhiệt đâu. Câu nói nhìn như tùy ý của Nhiếp Nhiên lại khiến y tá ở bên cạnh vừa lúng túng vừa bực mình. Cô ta lúng túng là vì trong lòng mình có quỷ, sợ bị Nhiếp Nhiên nói như vậy sẽ bị lộ. Mà cô ta tức giận là vì lúc Nhiếp Nhiên nói lời này không phải là đang nhắm vào mình. Nếu như mình nhảy ra, há chẳng phải là khẳng định à? Lúc y tá kia đang không ngừng dậm chân trong lòng, Tống Nhất Thành ở bên cạnh nghe ra thâm ý trong lời nói của cô, sau đó khẽ mỉm cười, quay lại nói với y tá kia. Cô đi ra ngoài trước đi. Y tá kia ngẩn ra, sau đó chỉ Nhiếp Nhiên. Vậy cô ấy... Để tôi tiếp đón là được rồi. Tống Nhất Thành nói xong câu này, lại ngồi xuống trước bàn làm việc của mình. Không để ý tới y tá kia nữa, mà quay sang nói chuyện với Nhiếp Nhiên. Y tá kia thấy Tống Nhất Thành vui vẻ nhiệt tình, thái độ hoàn toàn khác khi lúc đối xử với mình, thì trong lòng càng thêm bức bối. Nhưng thấy hai người kia hoàn toàn không để ý tới mình, cuối cùng cô ta chỉ có thể khó chịu rời đi. Cô ta vừa đóng cửa lại, Nhiếp Nhiên đã quay đầu nhìn ra phía cửa, sau đó nói với Tống Nhất Thành. Mới sáng sớm tôi đã chạy tới giải quyết cho anh một người, có phải anh nên cảm ơn tôi không? Tống Nhất Thành nhướng mày cười nói. Tôi lấy thân báo đáp nhé. Nhiếp Nhiên cau mày lại, làm ra vẻ nghiêm túc nói. Sao con người anh lại lấy oán báo ơn như thế hả? Tống Nhất Thành ngẩn ra, sau đó bật cười. Nửa năm không gặp, cô hoạt bát hơn nhiều đấy. Nhiếp Nhiên cũng cười. Cũng tạm, có thể là đã lâu không gặp được người quen, bây giờ gặp nên thả lỏng một chút. Tống Nhất Thành thu lại ý cười hỏi. Nửa năm qua, rốt cuộc cô đã đi đâu? Cô có biết người trong đơn vị đều nói cô xảy ra chuyện rồi không? Nhiếp Nhiên tựa lưng vào ghế gật đầu. Biết, tôi thật sự vừa nghỉ bệnh về. Tống Nhất Thành đứng phát lên. Cô bị thương chỗ nào? Không cần căng thẳng, tôi không có vấn đề gì lớn cả, vết thương ngoài da mà thôi. Nhiếp Nhiên ra hiệu cho anh ta bình tĩnh. Tống Nhất Thành còn lâu mới tin lời nói dối của cô. Anh ta tận mắt thấy Nhiếp Nhiên vì Cổ Lâm mà ngay cả mạng cũng không màng đến. Một người ngay cả mạng cũng có thể không cần. Có lẽ đối với cô mà nói, chỉ cần không chết, tất cả đều là thương nhẹ. Tống Nhất Thành vội vàng, cảnh giác nhìn chằm chằm cô. Vậy bây giờ cô đến đây làm gì? Anh ta thật sự không cho là Nhiếp Nhiên sẽ đến đây để nói chuyện cũ với mình. Nhắc đến chuyện chính, Nhiếp Nhiên mới giống như là nhớ ra cái gì đó trả lời. À, hai ngày trước lúc huấn luyện, tôi không cẩn thận va một cái, hình như bị trẹo tay. Anh kê cho tôi ít thuốc giảm đau và lưu thông mạch máu là được. Vẻ mặt cô bình thản giống như thật sự không có chuyện gì. Nhưng Tống Nhất Thành cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Bị trẹo sao? Đưa tôi xem. Anh ta lại ngồi xuống đưa tay ra định vén tay áo Nhiếp Nhiên lên. Nhiếp Nhiên theo bản năng rụt tay lại, sau đó giả vờ bình tĩnh nói. Không cần, chật khớp chút thôi, anh cứ kê đơn cho tôi là được rồi. Tống Nhất Thành không tùy tiện như Hà Danh Ngọc, cũng không có EQ thấp như Nghiêm Hoài Vũ. Anh ta thấy Nhiếp Nhiên tránh né, về cơ bản có thể chắc chắn có vấn đề. Trước khi chưa nhìn thấy vết thương, xác định tình trạng vết thương của cô, tôi là bác sĩ không thể tùy tiện kê đơn được. Tôi nhất định phải có trách nhiệm với từng bệnh nhân. Tôi chỉ bị chật khớp,
chứ không phải là bệnh nặng, chịu trách nhiệm gì chứ? Cho dù là chật khớp thì tôi cũng phải xác nhận mới được, cũng phải xem mức độ chật khớp mới có thể kê thuốc. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại. Tống Nhất Thành hình như nắm chắc là Nhiếp Nhiên sẽ thua trận, thế nên không hề nóng vội. Hai người cứ giằng co như vậy, cuối cùng Nhiếp Nhiên đành nhượng bộ một bước. Được rồi. Nếu không vì phải báo cáo với Quý Chính Hổ, cô sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy đâu. Tống Nhất Thành nghe thấy cô nhượng bộ thì lập tức cười lên. Có điều, khi rắn tay áo Nhiếp Nhiên lên, anh ta không cười được nữa. Trên cánh tay kia toàn là những vết thương đóng vảy, nhìn đến lạnh cả người. Phải xảy ra chuyện lớn như thế nào mới bị thương như thế này? Đây chính là một chút vết thương ngoài da mà cô nói à? Tống Nhất Thành cau mày lại nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, đều chỉ là bị thương ngoài da thịt mà thôi. Giọng nói rừng rưng của cô khiến Tống Nhất Thành rất tức giận. Chỉ là bị thương da thịt sao? Nhìn những vết sẹo này của cô, chắc chắn vừa dài vừa sâu. Hơn nữa, nếu cô không chăm sóc cẩn thận, tương lai tất cả đều sẽ để lại sẹo. Sau này mặc áo ngắn tay, rất khó coi. Nhưng Nhiếp Nhiên lại nói mà không hề để ý. Sẹo thôi mà, đâu phải là gãy tay, sợ cái gì? Sợ cái gì sao? Cô đúng là vô tâm. Không sợ sau này không ai lấy à? Cánh tay vốn trắng nõn, bây giờ toàn là những vết sẹo kết vảy màu cà phê. Nhìn đã khiến người ta đau lòng. Nhiếp Nhiên vẫn không bận tâm. Nếu quan tâm những thứ này, tôi cũng sẽ không vào quân đội mà nên ở nhà làm con chim hoàng yến rồi. Kể cả thế thì cô cũng phải biết quý trọng mình một chút. Tống Nhất Thành tức giận, trợn mắt lườm cô. Thật sự chưa từng thấy cô gái nào vô tâm như cô. Các cô gái khác đều đối xử với mình cẩn thận, từng ly từng tí. Chỉ sợ trên người có sẹo, sau này đi ra ngoài quá khó coi. Cô thì hay rồi, không thèm để ý. Nhiếp Nhiên thấy anh ta nhìn chằm chằm vết sẹo của mình, lập tức nhắc nhở. Tôi bảo anh khám chật khớp, không bảo anh khám sẹo. Sắc mặt Tống Nhất Thành thoáng qua vẻ lúng túng, anh ta ho nhẹ mấy tiếng rồi miễn cưỡng tìm một lý do. Tôi đang kiểm tra toàn diện, đến lúc đó chữa luôn cho cô một thể. Tôi tin anh mới lạ đấy. Nhiếp Nhiên hử mũi tỏ vẻ xem thường. Tống Nhất Thành nhẹ nhàng xoa cổ tay cô, hỏi. Chỗ này đau à? Ừm. Anh ta sầm mặt lại. Cái gì mà Cô nghĩ tôi ngu à? Trên mặt cô không có một chút biểu cảm đau nào. Sao có thể là chật khớp cổ tay được? Nhiếp Nhiên ngẩn ra, sau đó nói. Tôi giỏi nhịn đau hơn người bình thường, không được à? Những câu này không lừa được bác sĩ chuyên nghiệp như Tống Nhất Thành. Có giỏi nhịn thế nào cũng không thể không có chút biểu cảm nào được. Nói xong anh ta chuẩn xác bóp nhẹ cánh tay cô. Nhiếp Nhiên nhất thời không đề phòng, lập tức cau mày lại. Tống Nhất Thành thấy vẻ mặt bị đau của cô, đắc ý nói. Xem đi, đau đớn là bản năng của con người, không thể dễ dàng nhịn được đâu. Nhiếp Nhiên che tay mình lại để giấu giếm. Rồi ném ánh mắt ác liệt về phía anh ta. Tống Nhất Thành nhận được tín hiệu, trở mặt của cô, hậm hực thu lại ý cười. Cánh tay này của cô không có vết thương, cũng không có máu bầm, nhưng cô lại đau như vậy. Tôi cảm thấy cô vẫn nên chụp X quang thì hơn. Không cần, tôi chỉ không cẩn thận va một cái. Không có máu bầm có lẽ là do thời gian ngắn quá, mới bị lúc sáng nay ngủ dậy thôi. Nhiếp Nhiên thản nhiên nói dối. Vậy sao? Tống Nhất Thành thông minh, hoàn toàn không tin. Từ đầu đến cuối đã lừa tôi, rốt cuộc là chật khớp hay là vết thương khác thì cũng phải chụp X quang cho tôi xem mới được. Tống Nhất Thành, Nhiếp Nhiên rất tức giận vì hành động không nể mặt của anh ta. Cô vẫn chưa nói hết thì đã nghe thấy Tống Nhất Thành ngắt lời. Tôi phải có trách nhiệm với cô. Lý do này hoàn mỹ đến nỗi khiến Nhiếp Nhiên không thể làm gì. Bác sĩ chịu trách nhiệm với bệnh nhân, đó là điều tốt nhất. Cô không thể mở miệng nói không cần anh ta chịu trách nhiệm. Nếu như nói thế, cô sẽ thành người kỳ quái. Nhưng sắp phải sát hạch rồi, tôi không có thời gian chụp X quang. Nhiếp Nhiên kiếm lý do, cố gắng không muốn bị kiểm tra. Tống Nhất Thành mỉm cười.
Bây giờ có thể chụp ngay, sẽ không lãng phí một giây nào của cô. Nhiếp Nhiên im lặng. Đi thôi. Tống Nhất Thành nói rồi đứng lên, đi ra ngoài cửa. Nhiếp Nhiên nhìn thấy thế, lập tức gọi anh ta lại, nói. Thật sự không cần phải phiền toái như thế. Tôi không có chuyện gì lớn cả. Anh chỉ cần cho tôi ít thuốc giảm đau là được rồi. Tống Nhất Thành nghiêm túc trả lời. Thuốc giảm đau không thể tùy tiện uống được. Thế thì xịt giảm đau cũng được. Sự từ chối giấu giếm cùng với thỉnh cầu hết lần này đến lần khác của Nhiếp Nhiên khiến Tống Nhất Thành phải hỏi. Cô sợ chụp X quang như vậy, có phải là có cái gì muốn giấu tôi không? Đáy mắt Nhiếp Nhiên hơi dao động, cô lập tức quay đầu đi, lạnh giọng trả lời. Không có. Tống Nhất Thành nhướng mày lên, đứng thẳng người, nói với cô. Vậy thì đi chụp. Lúc này Nhiếp Nhiên đã bị ép không còn đường lui nữa rồi. Nếu như không làm, chỉ sợ đến lúc đó Tống Nhất Thành sẽ đi tìm Quý Chính Hồ. Cuối cùng cô chỉ có thể bị ép buộc cùng Tống Nhất Thành rời khỏi phòng y tế. Mới vừa ra khỏi phòng làm việc, y tá đang đứng ở quầy vẫn nhìn chằm chằm bên này, lập tức chạy tới. Bác sĩ Tống, có cần tôi giúp gì không? Tạm thời không cần. Tống Nhất Thành lạnh nhạt trả lời, sau đó dẫn Nhiếp Nhiên vào phòng làm việc cuối hành lang. Y tá đó thấy Tống Nhất Thành ân cần mở cửa cho người khác, dáng vẻ vô cùng lịch sự, trong lòng lập tức bốc hỏa. Nhưng cô ta không biết là Tống Nhất Thành ân cần như vậy là vì có thể để Nhiếp Nhiên nhanh chóng chụp X quang, không cho cô cơ hội lề mề mất thời gian. Cửa mở ra, trong phòng có một cái máy đặt ở đó. Cô đứng ở đó là được rồi. Tống Nhất Thành chỉ cái máy, đi tới bàn điều khiển đối diện bắt đầu làm việc. Nhiếp Nhiên đứng tại chỗ, nhìn cái máy kia, vẻ mặt do dự. Tống Nhất Thành chuẩn bị ở bàn điều khiển. Đến khi ngẩng đầu lên, thấy Nhiếp Nhiên vẫn đứng tại chỗ. Anh ta tiến lên trêu chọc. Sao còn chưa qua đó? Chẳng lẽ Nhiếp Nhiên không sợ trời không sợ đất, lại sợ chụp X quang à? Nhiếp Nhiên lườm anh ta một cái. Nhưng Tống Nhất Thành vẫn vui vẻ, tự nhiên giơ tay ra đỡ cô, dẫn cô đi đến vị trí đối diện. Hơn nữa còn không ngừng nói với cô bằng giọng an ủi trẻ con. Được rồi, yên tâm đi, không đau, chỉ là chụp X quang mà thôi, nhanh lắm. Đến khi cô vào vị trí rồi, Tống Nhất Thành mới định đi đến bàn điều khiển. Ai ngờ mới đi được hai bước, anh ta phát hiện áo blue của mình bị kéo lấy. Tống Nhất Thành quay đầu lại, thấy Nhiếp Nhiên nắm vạt áo của anh ta. Nhiếp Nhiên dừng lại mấy giây, sau đó nói. Anh không phải là một người vong ân phụ nghĩa, đúng không? Tự dưng cô nói một câu khó hiểu như vậy, khiến Tống Nhất Thành ngẩn ra. Hơn nữa bây giờ nhìn bọn họ như vậy, giống như mình làm gì cô không bằng. Bác sĩ Tống có trí tưởng tượng phong phú, lúc này nghĩ hơi nhiều. Anh ta không hiểu tại sao Nhiếp Nhiên lại đột nhiên nói câu này, nhưng thấy vẻ mặt Nhiếp Nhiên nghiêm túc, không giống đùa giỡn, anh ta chậm rãi gật đầu. Ừ. Hình như câu này khiến Nhiếp Nhiên rất hài lòng, cô buông tay ra, nói với anh ta. Vậy thì chụp đi. Tống Nhất Thành bị cô làm cho hoang mang, hoàn toàn không hiểu tại sao cô lại muốn có câu trả lời này. Dáng vẻ vừa rồi của cô giống như là cô gái trước khi trao lần đầu tiên của mình, cố chấp hỏi bạn trai, có phải anh sẽ vĩnh viễn yêu em không? Nhưng trên thực tế, sở dĩ Nhiếp Nhiên hỏi câu này là có nguyên nhân của mình. Đến khi chụp X quang xong, Tống Nhất Thành bảo Nhiếp Nhiên về phòng làm việc trước, anh ta ở đây đợi lấy phim chụp. Nhiếp Nhiên gật đầu, rời khỏi phòng máy. Trên hành lang, cô thấy y tá kia vẫn đứng ở cửa. Vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên xuất hiện, y tá lập tức đi tới hỏi. Bác sĩ Tống đâu? Ở bên trong. Nhiếp Nhiên không dừng bước, đi qua cô ta vào phòng làm việc. Này, cô đợi đã. Y tá kia vội vàng đuổi theo cô. Tôi muốn hỏi cô một chút, cô ở lớp nào? Nhiếp Nhiên nhướng mày quan sát cô ta, nhưng không nói gì. Y tá thấy vẻ mặt cười như không cười của cô mới hoàn hồn lại giải thích. À thì tôi muốn viết giấy báo bệnh cho cô, như vậy cô có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Giấy báo bệnh sao? Ngay cả bệnh gì cũng không biết, lại dám nói là viết giấy báo bệnh. Nghĩ chỉ số thông minh của cô bằng không à? Nhiếp Nhiên cười nói. Không cần,
Tôi khám xong sẽ về huấn luyện. Sau đó cô đi qua cô ta vào phòng làm việc. Sau khi vào phòng làm việc, cô còn thuận thế đóng cửa lại, rõ ràng là từ chối nói chuyện với cô ta. Nhiếp Nhiên đợi trong phòng làm việc nửa tiếng thì thấy Tống Nhất Thành cầm phim chụp vội vàng đi vào, vẻ mặt anh ta không được tốt lắm. Không đợi Nhiếp Nhiên hỏi kết quả, Tống Nhất Thành đã đứng trước mặt cô, nghiêm túc nói: "Cô chỉ bị va vào đâu thật à?" Nghiêm túc mà nói là đập một cái. Lúc này, Nhiếp Nhiên không cần thiết giấu giếm nữa. Sắc mặt Tống Nhất Thành càng lạnh lùng. Anh ta gắn phim chụp lên đèn chiếu, chỉ phần cánh tay nói: "Cô bị gãy xương, hơn nữa nhìn ra được là bị dạn xương lần thứ hai, vết thương cũ tái phát." Nhiếp Nhiên nhìn theo phía anh ta chỉ, quả nhiên có một vết nứt nhỏ. Cô nghiêm mặt hỏi: "Vậy cần phải thế nào?" "Nhất định phải bó bột lại mới được." Tống Nhất Thành lấy phim chụp xuống, định gọi người vào. Trước khi anh ta lên tiếng, Nhiếp Nhiên đã ngắt lời anh ta: "Không được, sắp đến kỳ sát hạch mùa hè rồi, tôi không thể bó bột được." Tống Nhất Thành kinh ngạc nhìn cô: "Bây giờ cô còn quan tâm sát hạch cái gì? Nên quan tâm đến tay cô ấy. Nếu như cô không bó bột nghỉ ngơi điều dưỡng, đến lúc đó chuyển biến xấu, có thể phải phẫu thuật đóng đinh cho cô. Như vậy cô sẽ phải khổ sở thế nào hả?" Nhưng Nhiếp Nhiên lại giống như không nghe thấy, chỉ bình tĩnh hỏi: "Có thuốc giảm đau gì đó để tạm hoãn không?" Lần này Tống Nhất Thành đã bực đến phát cáu: "Tôi nói cô không nghe rõ à? Bây giờ cô không thể vận động mạnh, như vậy sẽ chỉ làm vết thương của cô nặng thêm thôi." "Nhưng tuần sau tôi phải sát hạch rồi, tôi không thể dừng lại vào lúc này được." Nhiếp Nhiên lạnh giọng trả lời. Tống Nhất Thành cau mày lại: "Cô vì sát hạch mà ngay cả tay mình cũng không quan tâm à? Anh đã nói mình không vong ân phụ nghĩa rồi." Tống Nhất Thành ngẩn ra, sau đó buồn bực nói: "Bây giờ tôi đang cứu cô, sao lại vong ân phụ nghĩa? Tôi vừa giúp anh một lần, bây giờ anh phải giúp tôi một lần mới đúng." "Đúng vậy, tôi giúp cô chữa khỏi." Nhiếp Nhiên lắc đầu: "Tôi muốn anh giúp tôi tiếp tục giấu giếm chuyện này." "Cô nói cái gì?" Tống Nhất Thành kinh ngạc trợn mắt nhìn cô. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên hờ hững nhắc nhở: "Anh là đàn ông con trai, nói lời phải giữ lời. Vừa rồi anh đã đồng ý với tôi là sẽ không vong ân phụ nghĩa, sẽ giúp tôi rồi." Cô nắm được câu này làm Tống Nhất Thành tức giận, không ngừng dậm chân. "Đây rõ ràng là cô đào hố cho tôi nhảy vào." "Nhưng anh nhảy rồi, cũng đồng ý rồi." Nhiếp Nhiên bổ sung một câu. Lần này Tống Nhất Thành tức đến nghẹn họng: "Tôi..." "Anh không thể nói lời không giữ lời được." "Cô..." "Anh đã đồng ý với tôi rồi." Lần nào Nhiếp Nhiên cũng cướp lời anh ta, làm Tống Nhất Thành tích đầy một bụng lửa giận, sắc mặt đỏ bừng. Khó khăn lắm mới hoãn lại được, Tống Nhất Thành thở hổn hển nói: "Tôi đồng ý với cô, nhưng tôi đứng trên lập trường cứu cô. Bây giờ cô mà không giữ gìn, tương lai tay cô sẽ bị phế, cô hiểu không?" Nhiếp Nhiên tự biết mình đuối lý, lại thêm đúng là mình cần anh ta giúp đỡ, chỉ có thể thấp giọng nói: "Lần sát hạch này rất quan trọng, chỉ một tuần thôi. Sát hạch xong, tôi sẽ bó bột, được không?" "Không được, một tuần thay đổi quá nhiều. Hơn nữa, cô còn phải huấn luyện. Dưới cường độ như vậy, rất dễ xảy ra vấn đề lớn hơn." Trong việc chữa bệnh cứu người, Tống Nhất Thành tuyệt đối sẽ không cho cô cơ hội thương lượng. Huống hồ, người đứng trước mặt anh ta còn là cô gái mà anh ta thích. Anh ta càng phải bảo vệ cô mới đúng. "Chỉ có 7 ngày, có thể có vấn đề gì chứ?" Nhiếp Nhiên rất đau đầu vì sự kiên trì của anh ta. Kiếp trước, cô ở trong căn cứ bị thương giãn dây chằng đầu gối bên trái mà vẫn tham gia huấn luyện bình thường. Cho nên đối với cô mà nói, chỉ cần không chết là không có lý do để dừng lại. Nhưng Tống Nhất Thành lại không cho là như vậy. Anh ta cảm thấy Nhiếp Nhiên đang mạo hiểm với sức khỏe của mình. "Có 7 ngày sao? Cô có biết là cô đang bị dạn xương lần thứ hai không? Một khi chuyển biến xấu thì sẽ phải làm phẫu thuật." Tống Nhất Thành giận dữ nói: "Cho nên tôi biết anh nhất định có cách."
Nhân nhiên chắc chắn như vậy khiến Tống Nhất Thành giận đến vẹo cả mũi. Có, bó bột, nghỉ ngơi. Thấy anh ta không nhượng bộ, Nhất Nhiên cũng lạnh mặt lại, đứng lên khỏi ghế. Vậy anh cứ coi như tôi chưa từng đến đây đi. Ném lại câu này xong, cô đi ra ngoài. Nếu như cô đi, tôi sẽ nói với sĩ quan huấn luyện của các cô. Tống Nhất Thành uy hiếp. Quả nhiên, Nhất Nhiên dừng bước lại. Cô sợ nhất chính là Quý Chính Hồ đến tìm Tống Nhất Thành, thế nên mới nhượng bộ anh ta từng bước như vậy. Cô quay đầu lại, đáy mắt lạnh lùng. Tống Nhất Thành. Trong giọng nói của cô mang theo ý cảnh cáo, nhưng Tống Nhất Thành lại không hề sợ hãi. Tôi là vì tốt cho cô, không muốn cô chịu khổ, cô tưởng làm phẫu thuật vui lắm à? Vẻ mặt anh ta nghiêm túc, đó là thái độ nghiêm túc của bác sĩ đối với bệnh nhân. Nhâm Nhiên thấy anh ta như vậy, vẻ lạnh lùng trong mắt dần tan đi. Bởi vì cô biết Tống Nhất Thành quan tâm tới cô, thật lòng nghĩ cho cô. Cô điều chỉnh cảm xúc, sau đó mới nói. Nhưng bây giờ tôi thật sự rất muốn hoàn thành lần sát hạch này. Nó liên quan đến việc điều động năm sau. Tống Nhất Thành càng cau chặt mày hơn. Nhưng cho dù cô chịu được việc bị thương nặng, thì những đơn vị kia cũng sẽ không thu nhận một người tàn phế. Đáy mắt Nhất Nhiên hơi lóe lên. Đúng là có khả năng thật như vậy. Cô lập tức phủ đầu. Cho nên tôi mới đến tìm anh để giúp tôi. Tôi biết anh nhất định có cách. Dĩ nhiên Tống Nhất Thành nghe ra sự thay đổi trong lời nói của cô, nhưng anh ta vẫn lạnh mặt nói. Tôi có thể có cách gì? Tôi chỉ là một bác sĩ, tôi không phải thần tiên. Ồ, anh là thần tiên sống có y thuật rất giỏi, như vậy được chứ? Tống Nhất Thành hiếm khi thấy cô lấy lòng mình, lập tức không nhịn được, bật cười ra tiếng. Cho dù y thuật của tôi có giỏi thế nào, điều kiện tiên quyết cũng phải là bệnh nhân phối hợp với tôi mới được. Nhâm Nhiên thấy anh ta cười, biết là có hy vọng rồi. Tôi phối hợp, chỉ cần anh có thể để tôi tham gia sát hạch, tôi sẽ phối hợp tất cả. Cô liên tục bảo đảm. Cô đúng là... Tống Nhất Thành nghe thấy cô nói như vậy lại cau mày. Nhâm Nhiên thấy tình thế sắp thay đổi, vội vàng mềm mỏng, khẩn thiết nói. Xin anh đấy, lúc khác anh có thể bảo tôi nghỉ ngơi, nhưng lần này thật sự không được. Tống Nhất Thành thấy cô đã nói như vậy rồi, cũng không lạnh mặt nổi nữa, nhưng vẫn không tán thành với cô. Chỉ vào đơn vị tốt hơn, cho nên ngay cả thân thể cũng không cần à? Nhâm Nhiên vòng từ cửa lại, đứng trước mặt anh ta. Không chỉ là đến đơn vị tốt hơn, còn vì tôi không muốn hủy bỏ giữa đường. Tôi huấn luyện lâu như vậy, chẳng dễ gì mới chịu được đến bây giờ. Anh bảo tôi từ bỏ, tôi không làm được. Nhưng cô không thể vì không nỡ từ bỏ sát hạch mà từ bỏ sức khỏe của mình được. Tôi có từ bỏ hay không phụ thuộc vào việc anh có muốn giúp tôi hay không. Nếu như anh đồng ý giúp tôi tin tôi nhất định có thể chống đỡ được một tuần. Nhâm Nhiên nhìn chằm chằm anh ta bằng ánh mắt nóng bỏng. Tống Nhất Thành đã từng muốn Nhâm Nhiên có thể nghiêm túc nhìn mình như vậy. Nhưng không phải dưới tình huống này. Cô đang ép tôi. Đây là do anh tự tìm lấy. Vừa rồi tôi đã từ chối. Là tự anh ép tôi phải chụp X quang. Tôi làm như vậy là vì ai hả? Còn không phải là vì nghĩ cho sức khỏe của cô à? Đây là tay của tôi chắc. Đây là tay của cô. Người đau là cô. Người chịu khổ cũng là cô. Nhâm Nhiên không ngờ người này lại nổi giận. Chỉ có thể mềm mỏng hơn. Tôi biết, nhưng bây giờ tôi đã không có cách nào nữa rồi. Coi như anh giúp tôi một tay đi. Cho tôi ít thuốc giảm đau, để cho tôi vượt qua cửa ải này đi. Tống Nhất Thành từ chối ngay. Không được, tôi là bác sĩ. Tôi biết rõ cô có vấn đề. Không chỉ giấu giếm, mà còn để cô lạm dụng thuốc như vậy là vi phạm quy định. Nhâm Nhiên lập tức cũng không khách sáo nữa, buột miệng nói. Chẳng lẽ anh chưa từng vi phạm quy định à? Trong nháy mắt, sắc mặt Tống Nhất Thành tái mét. Lúc này, Nhâm Nhiên cũng hoàn hồn lại, biết mình lỡ lời nói sai rồi. Có lẽ đời này, lần duy nhất Tống Nhất Thành vi phạm quy định là khi đối phó với Trần Nghiên Tịch vì cô. Bây giờ cô gây khó dễ cho anh ta, lại lôi cái lỗi này ra làm anh ta tổn thương. Thật sự là không nên.
Tôi thu hồi câu nói vừa rồi. Nhiếp Nhiên lập tức xin lỗi anh ta. Tống Nhất Thành nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên một lúc, cuối cùng mới im lặng quay đầu đi, mím môi lại thành một đường thẳng, dễ thấy là thật sự nổi giận rồi. Nhiếp Nhiên đứng đối diện anh ta, cũng không biết phải nói gì nữa. Bầu không khí nhất thời rơi vào trong trạng thái bế tắc. Nhiếp Nhiên thấy anh ta nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn mình, cuối cùng ra sức vì mình một lần nữa. Anh đánh cược với tôi một lần nữa đi, giống như Cổ Lâm ngày trước ấy. Nhưng Tống Nhất Thành vẫn không hề trả lời cô. Nhiếp Nhiên không phải là người bám dính lấy người khác không buông, huống hồ anh ta không hề nợ mình, mà mình lại nợ anh ta không ít, nên cô lập tức không nói thêm gì nữa. Có điều, lần này cực khổ lâu như vậy, cuối cùng xem ra vẫn hỏng hết rồi. Cô đi ra ngoài, trước khi rời khỏi phòng làm việc, cuối cùng Tống Nhất Thành ở sau lưng cũng lên tiếng. Cô là một trong những bệnh nhân không nghe lời nhất mà tôi từng gặp. Nhiếp Nhiên dừng bước, quay đầu lại, hơi kinh ngạc hỏi. Anh đồng ý rồi à? Sắc mặt Tống Nhất Thành vẫn khó chịu, anh ta trợn mắt nhìn cô một cái rồi nói. Không đồng ý được không? Không đồng ý có lẽ sau này cũng không có cách nào nói chuyện với cô nữa. Đến lúc đó người thua thiệt vẫn là anh ta. Anh ta sẽ không cho người khác có cơ hội đâu. Nhiếp Nhiên thở phào nhẹ nhõm cười nói. Cảm ơn anh. Tống Nhất Thành thấy cô cười với mình còn thật lòng cảm ơn như vậy. Ngay cả chút tức giận cuối cùng cũng biến mất. Nhưng lại cảm thấy mình dễ hết giận như vậy, quá mất thể diện. Vì vậy anh ta sụ mặt xuống nhìn chằm chằm cô, nói. Nhưng cô đừng tưởng, như vậy là xong rồi. Xương tay cô bị dạn ra là sự thật. Cho dù dùng thuốc thì tay cô vẫn sẽ tổn thương. Cho nên đến khi sát hạch kết thúc, lập tức cùng tôi trở về tiếp nhận điều trị. Nhiếp Nhiên rất ngoan ngoãn, giơ ba ngón tay ra thề. Nhất định, tôi đảm bảo. Chỉ cần có thể chịu đựng được qua sát hạch mùa hè, tất cả những thứ khác đều không phải là vấn đề. Tống Nhất Thành thật sự là không làm gì được cô. Anh ta đi ra ngoài, dặn dò y tá một tiếng. Y tá kia xem xong, vội vàng gật đầu, cầm kim tiêm cùng thuốc vào. Cô ta rất thuần thục, chuẩn bị ổn thỏa tất cả. Định sát trùng cho Nhiếp Nhiên, sau đó chuẩn bị tiêm thuốc. Nhưng tay cô ta còn chưa chạm vào Nhiếp Nhiên, Tống Nhất Thành đã nói. Để tôi tiêm cho. Cô có thể đi ra ngoài rồi. Y tá kia vốn còn muốn mượn cơ hội này khiến Nhiếp Nhiên chịu khổ một chút. Nhưng không ngờ Tống Nhất Thành lại giữa đường nhảy ra. Vì thế cô ta do dự nói. Thế thì không hay lắm. Không sao, cứ để tôi làm. Tống Nhất Thành nhận lấy bông thấm cồn từ tay cô ta. Y tá kia thấy tay mình trống trơn, lần này chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Trước khi đi, cô ta còn đặc biệt nhìn Nhiếp Nhiên một cái. Nhiếp Nhiên cúi đầu coi như không nhìn thấy. Lát nữa lúc tiêm sẽ hơi đau, cô cố gắng một chút. Động tác của Tống Nhất Thành rất nhẹ nhàng, cũng rất thành thục. Nhiếp Nhiên không nhịn được phì cười. Nói thật, anh có sự kiên nhẫn này thì không nên ở quân đội mà nên đến bệnh viện nhi. Tống Nhất Thành ngước mắt lên lườm cô. Tôi tốt bụng nhắc nhở cô còn trêu chọc tôi. Có tin lát nữa tôi khiến cô đau kêu cha gọi mẹ không hả? Được thôi, để tôi thử xem. Tôi chưa bao giờ đau đến mức phải kêu cha gọi mẹ cả. Tống Nhất Thành nghe vậy, suy nghĩ muốn tiêm mạnh, lập tức tiêu tan, rồi lại than thở. Đó là bởi vì cô quá giỏi chịu đựng. Ngoại trừ không quan tâm đến tính mạng, giỏi chịu đựng ra, quan trọng nhất là từ trước đến giờ cô không hề kêu đau. Đến bây giờ anh ta vẫn nhớ ngày đó, lúc truyền máu xong, truyền đường gluco cho cô, sau khi cô tỉnh lại, muốn gặp Cổ Lâm, thô lỗ rút luôn kim truyền ra. Thậm chí vì thế mà còn bị rách ra một vết lớn mà cũng coi như không có chuyện gì. Còn lúc Tống Nhất Thành còn nghĩ, rốt cuộc, cô phải trải qua khổ sở thế nào mới có thể giỏi chịu đựng đau đớn như vậy. Bây giờ, tôi tiêm cho cô một mũi gây tê, tạm thời có thể làm giảm cơn đau của cô. Động tác của Tống Nhất Thành nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, Nhiếp Nhiên chỉ cảm thấy giống như bị một con mũi đốt, mũi tiêm đã được rút ra. Ấn bông vào. Anh ta dặn dò. Cảm ơn. Cô đừng tưởng tiêm xong không đau là xong, đây chỉ là tạm thời thôi.
Lần này Nhiếp Nhiên rất ngoan ngoãn gật đầu. Tống Nhất Thành vừa thu dọn vừa dặn dò cô. Mấy ngày nay cô chú ý một chút, đừng huấn luyện quá mạnh, cố gắng đừng để tay bị thương nữa biết chưa? Nó đã yếu ớt lắm rồi. Còn xuất hiện bất cứ vấn đề gì thì nhớ tìm tôi ngay. Nhất định đừng chịu đựng, nghe thấy chưa? Tác dụng của thuốc không phải cô chịu đựng là có thể vượt qua được đâu. Làm không cẩn thận sẽ mất mạng. Anh ta không ngừng lải nhải. Đầu tiên Nhiếp Nhiên còn rất ngoan ngoãn gật đầu, nhưng sau đó thấy anh ta nói mãi, cô không nhịn được ngắt lời. Tôi biết rồi, nếu có vấn đề gì, tôi nhất định sẽ tìm anh ngay. Nói rồi cô đứng dậy đi ra ngoài. Tống Nhất Thành đang thu dọn lập tức hỏi. Cô cứ đi như vậy à? Nhiếp Nhiên quay đầu lại. Nếu không thì sao? Tôi đã đánh cược với cô rồi, dù sao cô cũng phải nói tôi mấy câu chứ. Đã nửa năm không gặp rồi. Tống Nhất Thành có cảm giác mình giống như đôi đũa dùng một lần, dùng xong là vứt đi. Nhiếp Nhiên tùy ý ném miếng bông vào trong thùng rác rồi nói. Chờ tôi huấn luyện xong, lúc nghỉ ngơi, anh có thể nói chuyện 24/24 giờ với tôi. Mấy chữ 24/24 giờ khiến mắt Tống Nhất Thành lập tức sáng lên. Được, đây là cô nói đấy nhé, vậy tôi chờ đến tuần sau. Nhiếp Nhiên gật đầu rồi đi ra ngoài cửa. Vừa định bước ra ngoài thì cô quay đầu lại nói. À đúng rồi, nếu như Quý Chính Hồ hỏi, anh cứ nói tôi không sao, nghe rõ chưa? Lúc này đến lượt Tống Nhất Thành ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, nghe thấy rồi. Tống Nhất Thành rất vui vẻ tiễn Nhiếp Nhiên ra khỏi phòng y tế. Chuyện này làm cho các y tá trong phòng khách đều kinh ngạc. Binh sĩ nữ kia có lai lịch gì mà lại có thể được bác sĩ Tống đích thân đưa ra? Trước khi tiễn Nhiếp Nhiên đi, Tống Nhất Thành vẫn không yên tâm dặn dò mấy câu. Nhớ nhé, nhất định không được huấn luyện quá mạnh. Sát hạch kết thúc, lập tức đến chỗ tôi, nghe thấy chưa? Tôi biết rồi, có hai câu mà anh cứ nói đi nói lại, y như mấy bà thì mấy. Tôi còn không phải là vì cô à? Tống Nhất Thành lại tức giận một lần nữa. Nhiếp Nhiên thấy anh ta vì mình mà mạo hiểm, lúc này mới gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, vì tốt cho tôi, được rồi chứ, tôi có thể đi được chưa? Cô nhất định phải nhớ. Tống Nhất Thành vẫn muốn nhắc lại một lần nữa, lại bị Nhiếp Nhiên lập tức ngắt lời. Tôi biết rồi, phải cẩn thận, không được vận động mạnh, chờ kết thúc sát hạch, phải tìm đến anh ngay. Tôi nhớ hết, yên tâm đi. Cô nghiêm túc nhắc lại lời anh ta, sau đó chạy biến đi. Tống Nhất Thành tức mà không có chỗ chút. Nhiếp Nhiên tiêm xong, sau khi xác định cánh tay đã đỡ đau hơn, cô đi đến sân huấn luyện. Trong sân huấn luyện, các lớp đều đang huấn luyện các hạng mục khác nhau, đủ để có thể thấy được lần sát hạch mùa hè này quan trọng thế nào với bọn họ. Ánh mặt trời sáng sớm mùa hè vừa xuất hiện, nhiệt độ đã lập tức tăng cao, mồ hôi trên lớp vải màu rằn di nhìn vô cùng chói mắt. Nhiếp Nhiên đứng ở trong sân, nhìn thấy ngay người lớp 6. Lúc này bọn họ đang huấn luyện khiêng khúc gỗ trong hố bùn. Cô chạy qua đó hô báo cáo, rồi định vào hố bùn, nhưng bị Quý Chính Hồ kịp thời gọi lại. Bác sĩ nói thế nào? Anh ta hỏi. Không có gì, chỉ bị chật khớp chút thôi. Nhiếp Nhiên cố ý xoay xoay cổ tay cho Quý Chính Hồ xem. Quý Chính Hồ khẽ cau mày lại. Thật không? Dĩ nhiên rồi, không tin thầy có thể đi hỏi bác sĩ. Dù sao Tống Nhất Thành cũng đã đồng ý với cô, cho dù Quý Chính Hồ đi thật, chỉ sợ cũng sẽ chẳng hỏi được gì. Nếu đã như vậy, thì hai ngày nay cô nghỉ ngơi một chút đi. Quý Chính Hồ nói, nhưng Nhiếp Nhiên từ chối ngay. Không cần, chật khớp một chút mà thôi. Đây là mệnh lệnh. Vẻ mặt Quý Chính Hồ nghiêm túc, hoàn toàn không thể thương lượng. Nhiếp Nhiên ngước mắt nhìn về phía anh ta. Cô biết Quý Chính Hồ không tin lời mình, chỉ là bởi vì thấy mình quá kiên trì cho nên mới khoan nhượng. Còn nữa, buổi tối đừng nghĩ lén chạy ra ngoài huấn luyện. Hôm nay tôi sẽ điều người canh chừng camera. Quý Chính Hồ bổ sung một câu. Nhiếp Nhiên lập tức cười, lắc đầu. Không cần điều người, tối hôm nay thầy cũng ngủ một giấc thật ngon đi, tôi không ra ngoài đâu. Hai tháng nay, cô huấn luyện bao lâu,
anh ta cũng ở bên cạnh bấy lâu. Có lúc cô huấn luyện xong, còn có thể trở về ký túc xá ngủ 1-2 tiếng, mà anh ta còn phải xử lý công việc của đơn vị. Trên thực tế, anh ta vất vả bận rộn hơn cô rất nhiều. Cũng đến lúc để anh ta nghỉ ngơi rồi. Nhiệm nhiên nói xong thì rời khỏi sân huấn luyện. Trở về ký túc xá, việc đầu tiên cô làm chính là ngủ. 2 tháng qua không được ngủ tử tế. Lần này cô nhất định phải ngủ đến tối, bù lại tất cả những giấc ngủ chưa đủ trong 2 tháng qua. Mà trên thực tế, cô cũng thật sự ngủ một mạch đến giờ cơm tối ngày hôm sau. Trong lúc cô ngủ, mấy người Hà Giai Ngọc về ký túc xá phát ra tiếng động, cô cũng biết, chỉ là cô không mở mắt ra mà xoay người tiếp tục ngủ. Lúc cô tỉnh dậy, nắng chiều đang chậm rãi hạ xuống phía tây. Ánh nắng phản chiếu tầng mây phía tây đỏ như lửa, vô cùng tráng lệ. Nhiên Nhiên rửa mặt xong đến phòng ăn trước. Lúc này, người của lớp 1 và 2 lớp khác đã đi tới phòng ăn, đang xếp hàng lấy cơm rồi. Nhiên Nhiên đi tới cuối cùng, yên lặng đợi. Người đứng trước mặt cô vô tình nhìn thấy cô, không nhịn được trợn to hai mắt hỏi. Nhiên Nhiên, sao lại có một mình cô thế? Những người khác của lớp 6 đâu? Nhiên Nhiên ngước mắt lên nhìn, phát hiện người đứng trước mặt mình là Tôn Hạo của lớp 1. Cô vẫn nhớ hồi đó Tôn Hạo bị mình chuốc say được người khiêng về, nôn khắp cả đường. Người trong ký túc xá ghét bỏ lập tức ném anh ta trên đường ở tòa ký túc xá, để cho anh ta hứng gió lạnh giải rượu. Sau đó nghe nói Tôn Hạo vì ngủ trên hành lang một đêm nên đã bị cảm một tuần. Nhớ tới dáng vẻ của anh ta lúc đó, Nhiên Nhiên không nhịn được khẽ cười. Chắc là đang huấn luyện, hôm nay tôi xin nghỉ ốm. Hả? Cô bị làm sao thế? Tôn Hạo lo lắng hỏi. Bây giờ toàn bộ đơn vị dự bị đều biết lần đó trên đường đi lấy lời khai, Nhiên Nhiên xảy ra chuyện, nghỉ ngơi nửa năm trời mới trở về. Nhiên Nhiên lắc đầu. Không có gì đáng ngại, chỉ bị trẹo tay mà thôi. Tôn Hạo chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng hừ lạnh xem thường truyền tới. Trẹo tay cũng phải xin nghỉ, đi ra ngoài nằm nửa năm, đúng là càng ngày càng yểu điệu. Trương Nhất Ngải, cô nói cái gì thế? Tôn Hạo thấy cô ta châm chọc khó nghe như vậy thì không vui. Cô không biết nói chuyện thì đừng mở miệng. Tôi nói chuyện ảnh hưởng gì đến anh? Tự do ngôn luận, hiểu không hả? Trương Nhất Ngải hử mũi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Phải biết, lúc biết Nhiên Nhiên ra ngoài bị xe đâm, cô ta là người vui vẻ và cao hứng nhất. Lúc ấy, cô ta cảm thấy đây là báo ứng. Cô ta chỉ muốn Nhiên Nhiên bị đâm chết. Nhưng rất đáng tiếc. Không biết có phải Nhiên Nhiên là sát tinh ngay cả ông trời cũng không muốn nhận hay không. Nửa năm sau lại bình an vô sự trở về như vậy. Hơn nữa, nhìn cô hoàn toàn không có vấn đề gì. Chuyện này làm cho cô ta rất tức giận. Tự do ngôn luận sao? Lúc này, sau lưng truyền đến một giọng nói. Mấy người Nghiêm Hoài Vũ đi từ cửa phòng ăn vào, đứng bên cạnh Nhiếp Nhiên. Có muốn chúng tôi cũng tự do ngôn luận không? Ví dụ như nói Trương Nhất Ngải ngày nào cũng huấn luyện nhưng vẫn bị đá ra khỏi lớp 1. Sắc mặt Trương Nhất Ngải lập tức thay đổi, cô ta tức giận gầm lên. Anh nói cái gì? Đúng vậy, Trương Nhất Ngải, nếu như cô không thoải mái, chúng ta đánh một trận cũng được. Hà Danh Ngọc ở sau lưng nói rồi, vặn vặn cổ tay. Trương Nhất Ngải lui về sau một bước, cô ta đã thua Hà Danh Ngọc mấy lần rồi. Không biết có phải là Lý Kiêu và Nhiếp Nhiên đã dạy Hà Danh Ngọc không? Bây giờ bản lĩnh đánh nhau của Hà Danh Ngọc vượt xa cô ta. Về cơ bản, có thể so với những người lớp 1. Coi như cô ghê gớm. Trương Nhất Ngải oán giận nhìn Nhiếp Nhiên, sau đó quay đầu đi. Trên thực tế, từ đầu tới cuối, Nhiếp Nhiên không nói một câu. Nhưng Trương Nhất Ngải lại hận cô hơn đám người Hà Danh Ngọc và Nghiêm Hoài Vũ nhiều. Bởi vì ở trong nhận thức của cô ta, Nhiếp Nhiên không cãi nhau với cô ta là khinh thường cô ta, là coi cô ta không xứng. Vừa rồi làm không tệ nha, chuột. Nghiêm Hoài Vũ, thằng ván này rất cao hứng, tiến lên trực tiếp khoác vai Tôn Hạo cười nói. Đương nhiên rồi. Tôn Hạo đầu tiên là rất đắc ý đáp một tiếng, nhưng chờ sau đó hoàn hồn lại, lập tức nói. Không được gọi tôi là chuột. Gọi thì đã sao? Đợi qua lần sát hạch này, cậu phải đi rồi. Để tôi gọi thêm mấy lần nữa, giữ lại chút hoài niệm.
Nghiêm Hoài Vũ khoác vai anh ta cười nói.